Thương lắm ạ. Tại vì đi làm về là 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Cái Đó. giờ đó mới bắt đầu chạy xuống công an 9 là. giờ tối luôn. Dạ đúng rồi. Wow. Ở Rồi lại mấy giờ về? chơi với em đâu tới 10 giờ 10 rưỡi cái bắt đầu phải chạy về. Về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi. Mà hai đứa thường đi chơi ở đâu? Ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa Dạ nhà? không có được mà đi lâu đâu. Đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền. Tại vì ba ba mẹ em thì nói không phải chứ khó lắm. Khó ơi là khó luôn. Cứ mắng ông này hoài à. Con đi làm vậy hả? Con xuống đây đi chơi khuya vậy hả? Rồi thời gian con làm sao? Con sắp xếp làm sao? Sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa. Rồi cứ mắng ông này hoài vậy mà. Nhưng mà mắng là Cứ mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng không thích? lần lần đầu gặp là ba mẹ rất thích. À, Rất phải thích. kể như Dạ. vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng quan tâm á. Khi mà quen nhau rồi đó là một tuần 5-6 ngày là không có chạy liên tục như vậy. Cứ tối nào cũng chạy xuống vậy đó. Dạ đúng rồi. Đến nỗi mà hả giường của em á có phát hiện giống em không? Hai giọng mặt à, giọng quá. Có, có ai nói phu thê dạ, không? Ai cũng nói đi đâu ai hay nói chưa dạ. Mời hai vợ chồng có gương mặt phu thê à, giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân, chào Quốc Thuận và dạ, chào quý khán giả. Em tên là Cao Phạm Bình Minh, hiện tại là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bình Minh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi ạ. 28 tuổi hả? Trời ơi em trẻ quá Minh ơi. Bình Minh. Rồi mời em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả, em tên là Phạm Bình. Năm nay em được 22 tuổi, hiện tại em là sinh viên mầm non. Ủa tụi em cưới nhau bao lâu rồi? Dạ được 1 năm 4 tháng rồi ạ. Có em bé chưa nè? Dạ được 4 tháng rồi. À vậy hả? Dạ. Nhưng mà nó nghe là quen lâu không? Cũng được 1 năm rồi mới cưới. Quen một chà, như vậy cũng nhanh ha. Thôi bây giờ kể cho anh chị nghe cái câu chuyện của hai em lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu, rồi em có ấn tượng gì về cái cô giáo mầm non này? Dạ là chị họ em giới thiệu. Rồi cái lúc mà gặp nhau thì em thấy bé này sao? Có đúng ý của em, đúng gu của em không? Dạ đúng gu. Đúng gu luôn. Ủa nhưng mà nó nghe nè, lần đầu tiên em gặp bé là lúc đó là gặp ở quán cà phê hay là chị họ dẫn đến cái trường mầm non mà bạn này đang làm? Dạ là qua nhà chị họ chơi luôn. Bà chị họ là bạn thân của em nữa. Ừ. Nên là cứ gọi gây gu ghí với em là ông anh tao thế này thế kia rồi hiền lắm. Nhưng mà cái lúc đó là chỉ là tập trung vô học để lo tốt nghiệp đồ này nọ thôi chứ không có nghĩ là sẽ quen ông này. Thì cứ hẹn nhau đi chơi hoài nhưng mà em cứ từ chối. Cái tới hôm đó là nhà bà mở tiệc, cái mời em đi chơi xong mới gặp ông xã của em. Người gặp có thích liền không? Dạ không trời ơi, con trai gì đâu mà trắng. Trắng ơi là trắng luôn, trắng như người Tây vậy á. Mà cái bự vậy phải không? Dạ, nhưng mà cái bụng á thì bự như bụng bia vậy á. Bự lắm mà, gặp lúc đầu không thích rồi. Mà mình đã không thích là mình sẽ không giữ cái hình tượng đẹp đẽ. Người ta suy nghĩ cái gì thì cứ mặc kệ. Như vậy là sau đó chắc có lẽ là Bình Minh phải nói là liên tục dùng những cái chiêu để mà theo đuổi cô này đúng không? Dạ. Theo đuổi dữ lắm ha. Bao lâu mới dính? Cỡ 1 tháng. Nhắn tin mà cô này không trả lời. Lâu quá. Tới 30 ngày là tới 30 ngày mới dính được. Ừ. Dạ cái thời gian mà 1 tháng đó đó là ngày nào cũng nhắn tin. Sáng vậy là 5 giờ sáng, 6 giờ sáng vậy là chúc cô gái của tôi một ngày tốt lành đời này kia. Nhưng mà lúc đầu mình thấy rất là phiền. Được tuần 2-3 tuần vậy á thì cũng thấy hỏi hoài thì cũng thấy kỳ thôi cũng trả lời. Trả lời xong rồi cái qua lại á rủ đi xem bắn pháo bông đồ. Cái em cũng đồng ý đi. Nhà em với nhà ảnh ở xa không? Xa, rất là xa. Em thì ở lúc đó ở dưới Long An lận, còn ổng thì ở bên Gò Vấp. Mà muốn chạy về cũng cỡ 1 tiếng 15-20 phút đồng hồ. Mà thấy thương lắm ạ. Tại vì đi làm về là 8 giờ, 9 giờ mới bắt đầu tan làm. Cái giờ đó mới bắt đầu chạy xuống công an. 9 giờ tối luôn. Dạ đúng rồi. Wow. Rồi mấy giờ về? Chơi với em đâu tới 10 giờ 10 rưỡi cái bắt đầu phải chạy về. Về tới đó cũng đâu là gần 12 giờ kém mấy rồi. Mà hai đứa thường đi chơi ở đâu? Ở công viên ở dưới Long An hay là chơi trước cửa nhà? Dạ không có được mà đi lâu đâu. Đi chơi thì cũng quán trà sữa này nọ phải về liền. Tại vì ba mẹ em thì nói không phải chứ khó lắm. Khó ơi là khó luôn. Cứ mắng ông này hoài à. Con đi làm vậy hả? Con xuống đây đi chơi khuya vậy hả? Rồi thời gian con làm sao? Con sắp xếp làm sao? Sáng con phải dậy sớm con đi làm nữa. Rồi cứ mắng ông này hoài vậy mà. Nhưng mà mắng là mắng yêu hay là mắng thích hay là mắng không thích? Lần đầu gặp là ba mẹ rất thích. À rất phải thích. Kể như dạ. vậy đó. Nhưng mà kiểu cũng quan tâm á. Khi mà quen nhau rồi đó là một tuần 5-6 ngày là không có chạy liên tục như vậy. Cứ tối nào cũng chạy xuống vậy đó. Dạ đúng rồi. Đến nỗi mà hả giường của em á phải la ổng luôn, đuổi về luôn á. Mà đuổi ổng về là ổng đứng ngoài cổng ổng khóc. Ổng khóc vậy đó, mẹ em phải ra năn nỉ.
nó thôi con đừng khóc nữa, vô đi dưỡng nó vậy thôi chứ cũng không có vấn đề gì đâu. Mà khóc sao, khóc tức tưởi hay là khóc lén la lén lút hả? Kiểu mít ướt à. Tức là khóc thầm thôi chứ không có ra tiếng, không phải là không phải vậy đúng không? Mà nước mắt tại vì buồn, tại vì tủi thân đúng không? Rồi trong bao lâu thì hai đứa được gọi là gần gũi và hoàn toàn không bị cấm cản? Cỡ đâu em là tốt nghiệp được khoảng 1-2 tháng gì đó là em lên đây học. À lúc đó là lên đây học. Học trên này mình ơn. Dạ. Ở đâu? Ông này chở em đi kiếm ký túc xá ở gần trường thuê đó. Nhưng mà ngặt nổi không biết sao, không biết tại sao luôn. Cái trường đó lại sát cái nhà ông nữa. Là đi qua đi lại rất là gần nhau vậy. Quá tiện luôn. Dạ quá tiện. Trời dạ. Thương đó, thấy tội nghiệp thằng bé. Kiên trì quá mà. Em chuẩn bị cho cái việc mà tỏ tình như thế nào? Dạ, cái hôm đó là đầu tiên là lần đi xem pháo hoa luôn. Em canh gần tới lúc bắn pháo hoa là em bắt đầu hỏi là có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ ngập ngừng hoài. Kiểu bạn cũng biết rồi, cứ kiểu nhắc em á, cứ mạnh dạn lên nói hết đi, em cứ cà lầm. Thì cuối cùng cũng nói được. Nói hết. Dạ. Thì nói sao, nói cái câu sao như thế nào? Dạ là em có đồng ý làm bạn gái anh không. Mà em cứ nói ngập ngừng từng chữ một. Sau đó thì bạn cũng gật đầu. Hết đó thì trở về, trong đường trở về cứ chọc em là sao cứ cà lông gì hoài vậy. Nói rồi đưa về tới thì có câu cổ húng một cái không? Dạ không, lúc đó em đến khi nào thì em mới ủa tỏ tình mà không có hôn luôn. Đến khi nào mới có nụ hôn đầu tiên? Sau đó mấy ngày thì mấy ngày buổi tối đây em làm xong em chạy qua. Và sau khi em tặng cho cô ấy một nụ hôn bất ngờ thì cái phản ứng của cô ấy như thế nào? Dạ bạn chạy mất cỡ, ngập ngừng không nói gì hết. Không hôn em nhưng mà kiểu em giật ra rồi là lúc đó là kiểu chưa có chọn bạn không đâu. Dạ không tính cái đó. Dạ. Còn cái nụ hôn là gọi là chính thức lắm là ở nhà ổng ạ. Nhà ổng? Dạ, trong cái phòng của ổng thì lúc đó là em sắp về rồi thì em mới bước ra khỏi phòng. Ông kia ổng cứ đè em vô tường, ông này kỳ không cho xuống cầu thang luôn. Đứng cứ chặn thết bên này rồi chặn tay bên kia, không có cho em đi. Sao quần đó? Dạ, sao quần. Cả đâu nửa tiếng đồng hồ, xong mới hôn em được. À, dạ. Phản ứng em sao? Thì lúc đó đơ ra kiểu không có biết giải thích sao. Nhưng mà em chấp nhận đúng không? Không dạ. có gì gạt ảnh ra. Dạ. Nhưng mà có lần nào mà những lúc mà em giận lên á thì ảnh sẽ thể hiện như thế nào? Em mà giận lên là đầu tiên là sẽ năn nỉ. Thôi em đừng giận nữa, anh xin lỗi này nọ, anh biết anh sai rồi. Kiểu lúc đó mình đang cái nư, mình đang giận mà sao mình hái giận, mình trả lời mình không giận được thì cũng im lặng thôi. Thế là ổng thấy mình im lặng, cái là ổng ngồi, ổng như tủi thân á, bắt đầu ngồi khóc, nước mắt gắn nước mắt dài vậy đó. Sao em nhìn em lại thấy tội quá, cái phải đi năn nỉ lại ổng. Thế là anh ơi đừng khóc nữa em, vậy thôi chứ em hết giận rồi, em không có để bụng đâu. Xong bắt đầu em phải bình thường lại rồi ổng mới bình thường lại, chứ không là cứ vậy hoài, cứ ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài tới bây giờ đúng không em? Dạ tới bây giờ cũng vậy. Ủa giờ là các em đã có em bé rồi hả? Dạ đúng rồi. Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ 4 tháng. Bốn tháng. Vậy là mai mốt chắc nghe cả hai cha con cùng khóc chắc mẹ cũng mệt à. Dạ mai mốt gì nữa, bây giờ cũng đã như vậy rồi. Vậy đó hả? Dạ. Có kỷ niệm nào mà hai cha con cùng khóc không em? Thường thì bé sinh một tháng xong á thì kiểu hay bị khóc sinh lý à. Thì bé cứ khóc theo không? Dạ em bé cứ khóc tới 1-2 giờ sáng á. Thế là ổng cũng ngồi ổng cũng buồn rèn ra dòng mắt bắt đầu đỏ hoe là sắp khóc rồi. Cái nói thôi để em dỗ con xong sẽ quay qua dỗ ổng. Em khóc là vì em thương đứa nhỏ hả? Hay là em bất lực là nó khóc hoài? Dạ thấy con khóc hoài mình xót á. Xót á đúng không? Ừ. Chứ không phải là bất lực vì nó khóc hoài luôn không được. Dễ thương quá à. Dạ. Nãy giờ kể chắc anh nghĩ chắc chồng em không có thật xấu gì nữa. Có chứ ạ. À. Xỉa tâm xong à. Ừ. Là xỉa một đầu thôi, để đó ngày mai xỉa đầu kia. Chà. Như là tiết kiệm. Đúng dạ, không? Có tiết kiệm không? Tiết kiệm nhưng mà chỉ với bản thân mình thôi. Còn với vợ con thì rất là xả láng. Vì em muốn cái gì là anh mua cho em, chỉ trong là điều kiện của anh. Vậy là tốt. Dạ. Bây giờ là cũng không phải tật xấu luôn á. À, cái quần đùi mà mặc ngủ á, em mà không nhắc là một tuần mới thay. Là tiết kiệm xà bông. Không phải em, nhiều người đàn ông nghĩ trong đó có anh luôn á. Sao ngộ lắm nghe. Mỗi lần mà em có cái quần đùi mà em cái quần ngủ của em á, vợ em không dọn á là em mặc 2-3 ngày mặc hoài luôn á. Không phải thích lắm em, ngộ lắm em. Mặc xong là muốn mặc lại. Rồi sao nè, còn tật xấu gì nữa không nè? Hay quên lắm ạ. Có thích chơi game không? Dạ có, chơi game nhưng mà từ lúc có vợ thì hạn chế rồi. Còn vợ sao nè, vợ có tật xấu gì không? Dạ sợ ma nhưng mà
suốt ngày nghe chuyện ma, coi phim ma. Đó, đó là cũng cái tật xấu luôn. Đó, dạ. Đó là một cái thói quen mà ai cũng là như vậy. Dạ. Mà sợ ma vậy thì nửa đêm đi vệ sinh là cứ kêu em dậy canh cửa. Dễ thương mà. Nó dễ thương mà. Rồi nói nghe nè, ở nhà anh thấy em quá hiền luôn. Dạ. Vậy thì cô ấy có hiền không? Dạ có, mà lâu lâu thì nóng tính. Rồi bây giờ tật xấu, dạ. Có phải là nóng tính không? Tính nóng lắm, la là chửi em, nói chặt kêu em đi xa ra, đừng có đứng gần. Dạ không phải vậy đâu, tại vì em thì có con nhỏ, lúc nào cũng sùm xề, rồi đa phần mình dọn dẹp, mình nấu nướng nữa. Rồi ổng đi làm về một cái là chỉ muốn xài với ôm vợ thôi. Ôm vợ mà lúc đó là mình mệt rồi, người mình thì dơ nữa. Mình cứ thôi anh ra đi khi nào ổng làm xong á. Nhưng mà không, lúc nào cũng nhào vô ôm. Ôm tới nỗi mụn quạo lên, có đi ra không? Rồi em nạt nổi ổng, thế là buồn đi lên tắm rửa rồi. Tối đó em cũng phải đi quay rồi dỗ ổng lại. Rồi vợ em có ghen không? Dạ có, như là hay kiểm tra điện thoại em. Rồi không thích em nhắn tin hay là thân mật với một người nào. Không thích like trang của hot girl đúng không? Dạ. Bây giờ hai đứa có mong muốn thay đổi gì không? Dạ chắc là bớt nóng tính lại. Bớt nóng tính lại. Còn bên đây có muốn thay đổi gì không? Dạ có, muốn ổng suy nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn, tự chăm sóc cặp mắt của mình nhiều hơn nữa. Tại vì ổng cứ hết làm việc thì đã nhìn máy tính rồi, về nhà thì cũng coi xem tivi mà ngồi gần quá, hay là ngồi chơi game cũng quá là gần, nên lo cho em đó. Dạ. Thực ra mà nói á, là hai bạn này á, đều là nhỏ tuổi hết. Dạ. Nhưng mà chính là bạn này hơn bạn này tới nửa con giáp. Dạ. Đúng không? Như dạ. Vậy là cũng một thời gian kinh nghiệm hơn, khoảng cách là cũng nhiều á, chứ không có giỡn đâu, đúng dạ. Không? Nhưng mà cái khoảng cách của bạn này á, là ở bên người đàn ông á, thì bạn cũng chưa có đủ chín chắn đâu. Còn bé này 22 tuổi mà đã có em bé rồi. Dạ. Thì thành ra là bé sẽ bị áp lực dữ lắm. Tại vì cái kinh nghiệm mà để nuôi con cũng chưa có, kinh nghiệm làm mẹ cũng chưa, kinh nghiệm làm vợ cũng chưa. Mà bây giờ cái cuộc sống thì còn phải hưởng thụ nhiều một chút, phải được đi chơi, phải được tận hưởng. Dạ. Thì thành ra là hai đứa phải nắm được cái bản chất sự việc của cái lứa tuổi của đối phương. Dạ. Để mà mình xử lý. Thành ra hai vợ chồng cứ nương nhau, chia sẻ với nhau để mà tạo ra một cái gia đình hạnh phúc. Dạ. Dạ. Dạ.